trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettime, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý thính giả đã trở lại với chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này. Bên cạnh tôi là tiến sĩ Đinh Xuân Quân, tiến sĩ Lê Minh Nguyên và anh Võ Nguyễn Duy Khôi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục với đề tài của tuần này là tình hình Biển Đông, phán quyết cái sự công bố mới nhất của Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc về luật biển của họ sau cái phán quyết của Tòa án Trọng tài quốc tế. Theo Khôi thấy, như câu hỏi mà lúc nãy tôi vừa mới hỏi anh Nguyên, cái status quo mà tương đối các cường quốc như là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật có thể chấp nhận được, nó là gì? Là tình trạng hiện giờ Trung Quốc giữ một số đảo, Việt Nam giữ một số đảo, đâu ở yên đó, và rồi từ từ các bên tìm cách thương lượng tiếp nữa. Dạ vâng, thưa anh Bình, cái status quo thì anh Bình nói cái situation đó, cái tình huống đó cũng rất là hay. Tuy nhiên đối với Trung Quốc á, thì đây là một cái nhìn hiện thời của em. Đối với Trung Quốc á, là một quốc gia đang muốn, giống như Chiêu Nguyên nói, là một quốc gia đang muốn thay đổi cái hiện trạng bây giờ, không có để Hoa Kỳ là những cái nước lãnh đạo, mà Trung Quốc muốn thể hiện mình như vậy. Thì Trung Quốc khi mà muốn thể hiện mình á, thì nó sẽ làm nhiều cái hành động rất là nguy hiểm, có thể rất là nguy hiểm. Do đó cái status quo đó là nó ideal, nó lý tưởng, nhưng mà bên trong đó, tại vì một cái thành phần đó là Trung Quốc, thì cái thành phần này nó có những cái biến động rất là nguy hiểm, và khi cái biến động này nó làm thay đổi cái bàn cờ, cho nên cái bàn cờ này nếu mà mình nhìn cái phe, không phải nói là phe mà nhiều bên trong đó, thì rất là sợ Trung Quốc có những cái hành động lố hơn nữa, nó đẩy cái tình trạng nguy hiểm lên, thì khi đó sẽ có những cái sự việc xấu xảy ra. Hồi nãy Bình có hỏi status quo mà tôi chưa có trả lời đó, thì thật sự thì nó không có cái status quo ở Biển Đông. Bởi vì nó không có là bởi vì Trung Quốc không có chấp nhận status quo, và Trung Quốc cứ lấn. Và Trung Quốc cứ lấn là Trung Quốc là vừa lấn mà vừa coi chừng Hoa Kỳ và deal với Hoa Kỳ. Để mà trong khi đó Trung Quốc đã luôn luôn nói là tôi thấy là Bình Dương đủ mạnh để chứa hai siêu cường mà. Và Trung Quốc muốn từ từ là muốn đẩy, từ từ đẩy Hoa Kỳ ra khỏi cái Biển Đông, cái ảnh hưởng Biển Đông. Thành ra Trung Quốc cứ tiếp tục thôi, chứ còn Trung Quốc không có chấp nhận status quo. Còn Việt Nam á, là dù có status quo là Việt Nam cũng đã mất một số biển đảo rồi. Và mà Việt Nam mà nếu mà tiếp tục nhịn như hiện giờ đó, giống như mới cách đây 1-2 ngày đó, thì là Bộ Ngoại giao cũng lên tiếng là nó phản bác lại cái đề nghị gọi là chiến tranh nhân dân trên biển của Trung Quốc á, thì cũng kêu gọi là giữ hòa bình, ổn định, tôn trọng luật quốc tế. Tức là cứ mình người ta là xâm lấn mà mình cứ kêu gọi thôi giữ hòa bình ổn định, hòa bình ổn định, mà người ta đâu có muốn giữ hòa bình ổn định đâu. Thành ra nếu mà status quo á, thì Việt Nam đã mất rồi, mà theo cái chính sách hiện giờ cứ nhún nhường nhịn hoài á, thì Việt Nam sẽ mất thêm. Thành ra Việt Nam không muốn mất á, thì Việt Nam tức là muốn giữ ngay cái tình trạng hiện tại đó, là không mất thêm á, thì at least tối thiểu là Việt Nam phải mạnh hơn. Chứ còn vì Việt Nam không có mạnh hơn á, thì Trung Quốc sẽ nắng gân, mà họ nắng mà họ thấy mềm nắng mà rắn buông. Thành ra họ đối với Hoa Kỳ, đối với Việt Nam là họ luôn luôn họ nắng gân để mềm nắng rắn buông vậy thôi. Mà tôi cái status quo mà Trung Quốc có đối với Việt Nam, đôi khi cái status quo nó có thể nào nó là một cái tình trạng của người bệnh, biết là mình sẽ bệnh và sẽ mất trong vòng 5-10 năm, nhưng mà cố gắng giữ nó để cho đừng nó trở thành một cái cơn khủng hoảng nan y, phải không ạ? Tôi nhìn nó hơi khác một chút. Thì nếu mà mình nhìn qua đó về cái thái độ của Việt Nam đó, nhất là sau khi mà Trung Quốc kéo cái giàn khoan vô đó, thì Việt Nam phản đối rất là mạnh, chứ không phải là không. Phản đối, không những phản đối vậy mà đưa tàu nghĩa là hải giám vô, nghĩa là không vô được, không có đẩy ra được, nhưng mà cũng không cho Trung Quốc làm quá lố. Thì do đó mình cũng thấy là Việt Nam vì lầm lỗi mà theo xã hội chủ nghĩa thì nghĩa là bây giờ đó phải chịu cái đó, nhưng mà họ cũng chịu tới một mức nào thôi, chứ không có phải
là lúc nào cũng nhường đàn anh hết. Và cái mà lần đầu tiên mà mình thấy là họ có một cái phản bác mà mạnh mẽ đó là khi có cái kéo cái giàn khoan vô đó, thì rõ ràng ai cũng thấy là Việt Nam, phía Việt Nam đã chống cự chứ không phải không. Thì nghĩa là anh Nguyên nói cũng đúng là mềm đó thì là họ nắng mình, nhưng mà nếu mà mình cứng lại đó thì mà lúc đó mình cũng nhìn lại cho nó kỹ là tất cả các cái đường dây với Trung Quốc, nói chuyện Trung Quốc là bị cắt đứt hết, Trung Quốc không nói chuyện với Việt Nam. Nhưng mà sau đó cũng gửi một ông gì đó, ông tên gì Dân Trang đó, qua Việt Nam để cái là để xài xẻ Việt Nam, nhưng mà cũng bị đẩy ra. Thành ra Trung Quốc sau đó cũng phải rút cái giàn khoan đi. Nhưng mà nói là khi mình thấy đây là một cái ví dụ, nói là cũng như anh Nguyên nói, nếu mà mình mềm đó thì là họ nắng gân mình, nhưng mà nếu mà cứng lại đó thì là họ rút. Thì đó cũng là một cái trường hợp mình cũng phải công bằng mà nói là Việt Nam đã có một cái thái độ rõ ràng hơn. Và từ đó cái đó ở trong vòng 200 hải lý thì mình có thể mình cứng rắn cái đó được, thì tôi thấy cái đó có cứng rắn. Nhưng mà ở Trường Sa đó thì chưa thấy một cái điểm nào để cứng rắn. Không, thì mình đừng quên cái là mới đây thì Việt Nam đã cho cái là tập trận mà nó kêu là chiếm lại hải đảo đó. Thì nghĩa là tôi không biết sao, nhưng mà nói chung đó thì lúc nãy mình đã nói rồi, chúng ta nói rồi là ở 200 hải lý gần bờ đó thì Trung Quốc mà vô đó là sẽ gặp nhiều khó khăn chứ không phải không. Nhưng mà ở xa đó thì phải có cái hải quân. Cái đó đúng, là bởi vì có cái phán quyết của tàu quốc tế thì cái vấn đề 200 hải lý nó được khẳng định hơn. Đó. Và có nhiều nhà nghiên cứu cũng đã đặt câu hỏi là thực sự chuyện gì xảy ra ở trong cái khoảng từ 100 đến 200 hải lý ở ngoài biển bao la đó, không ai biết được cả. Và trên thực tế thì trong bao nhiêu người ngư dân Việt Nam đó, có mấy người dám đi ra khỏi cái vòng 100 hải lý để mà thử coi cái thường á, là cái vấn đề dùng nước không, nó không có cá là có, nó như chung quanh những cái đảo đá thì nó cá, thì nó vấn đề mà tôi nghĩ là nếu mà Việt Nam có hệ thống radar nó đầy đủ thì vấn đề có thể nhìn được cái vùng nước của mình. Là đó, cái chuyện đó là không phải là một cái issue theo tôi, không phải là vấn đề lớn. Mà vấn đề lớn ở đây á, là những cái vùng mà đánh cá của ngư dân á, mà cho đó là nó cá thì nó bu quanh những cái đảo chứ nó đâu có nằm ở ngoài vùng nước. Nên nếu Trung Quốc không kéo giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam nữa, nhưng mà kéo cả một cái hạm đội là đánh cá đi khắp Biển Đông, thì Việt Nam có thể làm gì được ạ? Và cho đến bây giờ, sau 20 năm, như là Việt Nam chưa có phản ứng gì đối với ngư dân Trung Quốc đâu. Cũng có lần bắt, có lần duy nhất. Một có, lần, có, bắt được. đó là một cái hình thức mà xâm lược mới. Mà đó, những cái nhà gọi là nghiên cứu, là nhiều chiến lược quốc tế, họ đều lên tiếng về cái vấn đề, cái chiến lược mà là xâm lược mới mà dùng cái cả trăm ngàn cái thuyền đánh cá. Thì quý vị cũng thấy là đâu có phải chỉ có Việt Nam không, ở bên Đại Hàn cũng bị xâm lược, ở bên Trung Quốc là một gọi là khi ông Tập Cận Bình nói là chúng tôi đâu có cái gen mà đế quốc đâu, nhưng mà thật ra ông nói như vậy là chúng tôi không có gen, nhưng mà thật ra là chúng tôi có cái gen đế quốc. Chỗ nào Trung Quốc đi là cũng là muốn chiếm của người khác hết. Thì cái vấn đề mà họ dùng ngư dân đó là một cái chiến thuật của họ. Thì cái vấn đề ở Việt Nam thì cũng ấy thôi, thì nghĩa là một là mình trang bị cho ngư dân mình thì hải quân phải mạnh hơn, phải kêu các nước khác vô, tấp vô mình nữa, đi với mình nữa. Thì không có thể nào mà hồi xưa tới giờ là Việt Nam là lúc nào cũng ôm chân, gọi là ôm chân đế quốc Hán Quốc. Thì nó là như vậy thôi. Khôi thấy là nếu mà là Việt Nam á, mình ở trong cái xu của đôi giày ở Việt Nam á, thì làm sao trong cái trường hợp mà khó khăn này? Wow, đúng là một cái trường hợp hết sức là khó khăn. Mình có một binh đoàn của ngư dân Trung Quốc tới thì ngư dân Việt Nam mình phải làm gì ha? Nếu như mà không có sự ủng hộ của coi như là bảo vệ biển của Việt Nam, cái bộ đội hay công an gì bảo vệ biển của Việt Nam, biên phòng quốc phòng đó, thì ngư dân Việt Nam mình dù có trang bị vũ khí đi nữa thì cũng không thể nào làm được gì hết. Bởi vì nên nhớ là khi tàu Trung Quốc đi á, tàu đánh cá Trung Quốc đi là nó có tàu hải giám đi theo, mà tàu hải giám là bán quân sự của Trung Quốc rồi. Thì nếu như mà ngư dân mình chỉ tay không á, hoặc là trang bị vũ khí
thô sơ một chút đó, thì cũng không thể nào làm được gì. Tôi không có đồng ý với Khôi chỗ này là ở đại hàng nó đã giải quyết được. Thì không có lý do gì Việt Nam không giải quyết được. Cái vấn đề là cái ý chí chính trị. Nếu mà Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam có ý chí chính trị đó, làm được. Ở đại hàng nó cũng như vậy. Cả trăm tàu, tôi hy vọng tàu cái gì, tôi hy vọng cái gì anh nói bộ chính trị nghe được. Thì tôi cũng mong là cái ý, vấn đề nó là thật ra là vấn đề ý chí thôi. Chứ đại hàng nó cũng gặp nhiều khó khăn lắm, nhưng mà nó dám làm. Và đúng chúng không? Tôi sẽ trở lại với đề tài này trong nhiều lần, nhiều chương trình sắp tới. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Kính chào quý thính giả. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.